Xin chào tất cả mọi người. Lên chút xíu nữa. Okay. Guess where we are. Mọi người đón Ben với Jun đang ở đâu đi? We are in Vietnam. Ben với Jun đang ở Cali. Nhìn cái không cảnh này quen quen, mọi người cũng thấy nhiều trong clip của Ben với Jun đó. Thì vẫn như là gọi là tradition, như cái truyền thống qua buổi sáng đầu tiên là ăn bánh mì. Đây là một ổ bánh mì heo quay. Đây, heo quay. Còn Jun đã ăn bánh mì trứng. Là người ta làm cái bánh mì ở đây là bánh mì pickle. Nhìn cũng đẹp á, người ta gói gắm nhìn đẹp á. How much in it? I get one more coffee. Oh. I think everything is $15. $15. Yeah. 15 đồng cho hai ổ bánh mì với với một ly cà phê mà bánh mì heo quay nha mọi người. Nè, nè ổ bánh mì này. Dài hết bằng hai bàn tay. Yeah, they cut this one. Yeah. Oh, they cut that one too. Yeah. Okay. All right. You know you have to eat the egg one, right? Yeah. The egg one is the best. Mmm. Cái bánh mì heo quay nó làm cũng ngon nữa. I'm trying to speak up. Mời mọi người nha. Thank you. Ben với Jun mới qua hồi tối mà tối qua trễ quá. Lúc đó 12 giờ đêm rồi cái hai đứa. Ăn uống sơ sơ rồi đi ngủ. Tại vì nhà có con nít nên không có quay phim, không có muốn ồn ào. Còn trước. How long we gonna stay? Did you tell them? This time we stay almost a week. The band tới là thứ ba. We arrive Tuesday. Very early Wednesday already. And come back on Monday. Going back on Monday. Time to wake up. Yeah. Bên này dậy sớm á, bây giờ mới có 8 giờ sáng à, 8 giờ 20. Giờ này là thường bên kia bật đồng hồ mới ra chuẩn bị đi làm. Anh đợt này Ben với Trường qua đây để chuẩn bị vào nhà thờ làm phép giao hôn phối. Thì chiều nay sẽ qua nhà thờ gặp cha. Xong rồi thứ bảy là tụi Ben sẽ vô nhà thờ làm đám cưới. Nhà thờ tụi Ben làm đám cưới là nhà thờ Columbus. Columbus à, quên Columbin. Columbin. What is that? The church. Yes. The church we going to have a ceremony. Yes. Columbus. Saint Columbus. Register down here. Huh? To be your guest. And most important, do you know who's coming? Nobody. Nói chung qua đây thì Ben không có gia đình họ hàng nhiều. Ở Florida thì Ben có cũng khoảng chừng 50 người. Qua đây thì có gia đình Quỳnh thôi, với lại gia đình chồng của Quỳnh. Nhà tiếp Quỳnh. Quỳnh có, mới có con nhỏ nên là tụi Ben qua đây thì cũng tiện cho Quỳnh hơn. Anh Tiffany. Với lại có dì Ben ở trên Minnesota xuống nữa. Dì cũng xuống để dự lễ cưới trong nhà thờ Ben. Mà ngày mai dì mới xuống, dì xuống trễ hơn là vì dì phải làm. So good. What you gonna get this trip? What? Get a haircut? Get a haircut. Get more Asian food? Get married. What else? No massage. Last night on the at the airport. They asked us to fill in the online form. You heard that, right? Yeah. They say that. Yeah. They say you have to fill it. Otherwise, you might get fined. You might end up get fined.
Should we feel it? No. You feel it, they will know where you live. That's how they check it, right? Mm. Mm-hmm. Yeah. Yeah. But they said effective from today, Wednesday. We arrived yesterday. Okay. Mm-hmm. Okay. Second run. Không bắt buộc. Hả? Không bắt buộc. Bắt buộc. Như thế? Nó là bắt buộc sai nhưng mà không bắt buộc. Ừ. Ừ. Xin. Hả? Sweet, sweet. Tại cái đảo ấy. Tại vì bây giờ Cali đang muốn á, tại vì dịch bệnh nhiều nên là đang muốn lắc đào lại. Thì là thì lúc mà tụi bay tới sân bay thì người ta cũng có nói ở trên cái loa là mình phải lên trên online điền vào giấy tờ là mình bay từ đâu tới, rồi mình ở đâu, rồi cái địa chỉ cụ thể mình ở Cali này, với lại giống như cũng khuyên mình cố gắng là đừng có đi ra ngoài nhiều á, tự cách ly á. Nhưng mà bắt đầu thì những ngày thứ tư tụi bay tới ngày thứ ba. Ừ. Thì chắc cũng không cần điền đâu. Ừ. How do you like which one you prefer? It's good. Mm-hmm. Yeah. Ngày hôm qua nè. Ừ. Ngày hôm qua nè ở bên Florida chưa có. Ừ. How do you say for me in Vietnamese accent? Bánh mì. Yeah, I say bánh mì, you was like, huh? Oh, yeah. I say sandwich, you say bánh mì. Different accent, can I have the different? Bánh mì, or bánh mì. Ta gặp người Bắc, người Nam gì vậy? You don't let me get it? No. Yeah, you squeeze it harder. No, see? No, she. No, it's just. It's no, just, you let go. Yeah. No. Yeah. Your finger move. No. No, yeah. Your finger move. Look, look the finger. Okay. Really good. Yeah. I can have this every morning. When we go home, buy more, bring home. Yeah, just 5 hours flying. Mm. Huh? Just like when we go to Orlando. Right? Mm. Oh, được, em mua em lên máy bay em ăn đó. Không mua em về ăn nữa, mua 5 ổ. À, bỏ lên cái báo bên lên thì để bỏ đi cho hồi cách thôi. Có bên bị cứng. Nó đến có bên này bị cứng. Bỏ đi chua đi. Bữa bạn đi mỗi lần bạn đi Orlando bạn cũng mua bánh mì về hả? That's her meal. This is no. Sure, it's for Andrew. No, it's for her. So what's the plan today? Không không. We're going to just around 5:30. Ăn chi gì? Sống chung. Ăn phải lá sắt. Sống chung đi. Sống chung á, khỏe đi á. Sống chung. Nhà hôn. Sống phải ngồi đâu? Đâu phải ngồi. Sống ngồi hôn ra ghi rồi, vậy thì ngồi ngồi. Nếu mà bé mày luôn thì xấu. Ngồi là xin lắm luôn thì xấu rồi chứ. Mua quá đi làm hoa, mua quá chắc phải. Mua hả? Mua làm hoa. Mua mua. Sự Floris lên thôi. Cái hồng này nhà trồng này mọi người. Hồng Cali nè. Cali đang vô mùa hồng á, người ta hái người ta cho á. Nhiều lắm. Cổ này kia. Ừ. Còn có lắm.
xong con cá này con rất sống. Quay là nhiêu làm để hại cái đưa bên hại này cái tướng cái món hại ăn hại. Ừ. Ổi này là mọi người có muốn thấy cái ổi không? Nhắc mọi người ra coi cái ổi. Oh, huge squirrel. So yeah, big. Yeah, squirrel too. But this big. Okay. Yeah. Not California size. It's California size. Không sóc. Không sóc. Hàng tự biết chó ăn đó. Để đó ăn mình tự ăn. Ô mà ơi. Đắt. Bị được. Rồi, hết ăn rồi thôi. No. I think because of the meat have fat. So make me full faster. Yeah, maybe. Okay. All right. Let's go show them the guava tree. Oh, so cold. It's, yeah, it's so cold. It's like 53 outside. Ở California lạnh quá mọi người. This is about the coldest we get in Florida. Yeah, cái này là lạnh. Thời tiết ở Florida mà lạnh nhất là chỉ có bằng thời tiết bây giờ thôi đó, khoảng chừng 50 mấy độ. Trời ớt nhỏ nhỏ. Kia nhìn kia mọi người ổi kìa. Oh. Mọi người nhìn này, trời ơi, đã chưa? A lot of guava. Yeah. The big one, small one. Yeah, big yeah. One, small one, still more coming. Yeah, and the most important thing is not your guava, it's your neighbor's guava. Hey, but if it goes here, it's mine. Yeah. Right. Wow, in there is really big. I'm gonna show them. Yeah. Ở trong đây có trái bự này mọi người. Thấy không? Đó. Wow, cái trái đó bự nè, trái bự nè. Bự. Is it the same type of guava in Vietnam? Yeah, kind of. Nó bự lắm rồi mọi người. Có mấy trái nó muốn vàng, nó chín rồi kìa. Yeah, some of them already change color, mean like they already old, soft. Ready to be eaten. Soft. Yeah. The type I like. Yeah, no. Yeah, maybe. Ooh, squirrel eating it, I think. Yeah. Cái trái nó chín rồi nè. Henny, this is your favorite, very soft, right? Yeah. Okay. Yes. My okay. So say cool. It loud and clearly. Henny. Nhí. Ừ. Ớt này dễ thương nè, ớt này bạn thấy cái ớt này dễ thương nè mọi người. Ooh, nhìn what is this? Baby chili. Yeah, nhìn nó giống như là mấy cái hột bi á, ớt đó. Đó. Xanh đỏ, xanh đỏ, xanh đỏ. I don't know. I don't think so. Yeah. Okay. Say bye, everyone. Bye, everyone. Hẹn gặp lại mọi người video clip tiếp theo. See you bye in bye. Next video.